Xin chào tất cả các Pioneer đang theo dõi video của Pinoco Việt Nam. Xin chào tất cả các Pioneer đang theo dõi video của Pinoco Việt Nam. Việt Nam sẽ xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ là chuỗi khối, còn có tên gọi là blockchain. Cụ thể, chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì để nghiên cứu xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối blockchain. Thời gian thực hiện là từ năm 2021 đến 2023. Thủ tướng Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cho các bộ ngành đồng thời nghiên cứu phát triển làm chủ các công nghệ lõi khác như thúc đẩy nghiên cứu phát triển ứng dụng nền tảng mở, mã nguồn mở phục vụ chính phủ số, mở các nền tảng quốc gia hướng tới tạo thành hệ sinh thái để các doanh nghiệp công nghệ số có thể tham gia phát triển các dịch vụ kinh tế số, xã hội số. Bên cạnh đó, khuyến khích phát triển các doanh nghiệp công nghệ số mà trước hết là công nghệ điện toán đám mây, bảo mật an toàn, an ninh mạng, nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu các nền tảng khác.